Chào mừng bạn đến với Tulato, lối lan tỏa tri thức, góp sức thành công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Bạn thân mến, có bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao lại có nhiều người giàu có đến như vậy? Trong khi mình cũng ăn học đàng hoàng, chăm chỉ làm việc mỗi ngày thì lại luôn gặp khó khăn về tài chính. Nếu bạn muốn thay đổi, muốn bứt phá hoàn cảnh hiện tại thì Tulato xin báo tin vui cho bạn rằng bạn hoàn toàn có thể làm được nếu như bạn học và làm theo những chia sẻ trong cuốn sách này, Dạy con làm giàu tập 3 để trở thành nhà đầu tư lão luyện. Trong cuốn sách này, tác giả sẽ hướng dẫn rất chi tiết cách để chuyển từ một người làm công ăn lương trở thành một nhà đầu tư lão luyện. Về tác giả Robert Kiyosaki, ông có tên đầy đủ là Robert Toru Kiyosaki. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu hết sức bình thường tại Mỹ. Tuy nhiên, cơ may của ông là gặp được người cha thứ hai, người mà ông gọi là người cha giàu, đã dạy cho ông những bài học khi ông còn là một cậu bé, giúp đỡ và cho ông lời khuyên khi ông bắt tay thực hiện ước mơ trở thành một người giàu có. Từ những kinh nghiệm, kiến thức có được trong hành trình của mình, Robert Kiyosaki quyết định chia sẻ cho tất cả mọi người thông qua bộ sách Dạy con làm giàu gồm 13 tập. Kết cấu của cuốn sách gồm 5 phần và 42 chương. Cuốn sách chứa đựng rất nhiều khái niệm mới và cách thức để giúp bạn trở thành một nhà đầu tư lão luyện. Bây giờ, mình cùng tìm hiểu về nội dung cuốn sách này nhé. Theo Robert, trước khi trở thành một nhà đầu tư, bạn cần phải có những hiểu biết nhất định về đầu tư. Trong phần 1, tác giả dùng 19 chương để giải thích cặn kẽ cho bạn. Ở đây mình xin tóm tắt một trong những bài học đầu tư mà tác giả khuyên bạn nên tìm hiểu. Đó là tại sao đầu tư thường rối rắm. Khi một người trung bình tưởng tượng về đầu tư, họ thường tưởng tượng cảnh những người mua cổ phiếu đang la hét các lệnh mua và bán trên sàn chứng khoán. Những cảnh mà bạn thường thấy trên phim ảnh. Hay việc các nhà tài phiệt kiếm hàng triệu đô la trong một buổi làm ăn. Tuy nhiên, với người cha giàu của Robert Kiyosaki thì tất cả những hình ảnh đó đều không phải là đầu tư. Đầu tư chỉ là một kế hoạch thường khiến cho tất cả nhà đầu tư phát chán vì nó diễn ra đều đều, thậm chí gần như là một quy trình làm giàu hết sức máy móc. Chính vì sự quá đơn giản này mà hầu hết mọi người không tin đó là một kế hoạch tốt. Họ nghĩ đầu tư phải rất sôi động, kích thích và phải có một bí quyết nào đó. Họ tìm những cách đầu tư lướt sóng, những cách làm giàu nhanh. Họ lao vào đầu tư trong khi không hiểu đầu tư thực sự là như thế nào, để rồi sống trong lo sợ khi thị trường đi xuống hoặc sụp đổ. Trong khi đó, một nhà đầu tư đúng nghĩa thì đều kiếm được tiền bất kể thị trường đi lên hay đi xuống. Trong phần 2, tác giả phân loại 5 nhà đầu tư thường thấy, đó là: thứ nhất, nhà đầu tư đủ điều kiện, là những người có đủ vốn để tiến hành các khoản đầu tư trung bình trở lên. Tuy nhiên, họ lại không có kiến thức và kinh nghiệm. Họ thường đem tiền của mình cho những người mà họ nghĩ sẽ giúp họ đầu tư thành công. Thứ hai, nhà đầu tư chuyên môn là những người có đủ vốn và kiến thức. Họ biết cách phân tích cơ bản và kỹ thuật để dự đoán được xu hướng của nền kinh tế. Thế nhưng, họ lại thiếu đi kinh nghiệm thực tế. Do vậy mà họ sẽ gặp nhiều thất bại khi đầu tư. Thứ ba, nhà đầu tư lão luyện. Đây là những người đầu tư có chuyên môn, có đủ vốn và cả kinh nghiệm. Họ biết cách tìm kiếm cơ hội trên khía cạnh luật pháp, luật thuế, luật doanh nghiệp và luật chứng khoán. Thứ tư, nhà đầu tư bên trong là những người nắm giữ hơn 10% cổ phần của một công ty và chú trọng vào việc xây dựng và mở rộng doanh nghiệp. Họ mong muốn kiểm soát công việc kinh doanh của công ty để giảm rủi ro và tăng lợi nhuận nhiều hơn. Thứ năm, nhà đầu tư thực sự được xếp ở bậc cao nhất trong đầu tư. Họ là chủ nhân của những tập đoàn lớn trên thế giới. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo ra cơ hội đầu tư cho hàng triệu người khác. Trong phần 3, tác giả chỉ ra cách để xây dựng việc kinh doanh vững mạnh. Trước hết, hãy tìm hiểu tại sao lại phải xây dựng kinh doanh. Không phải là để làm ra sản phẩm phục vụ thị trường, mà là học cách để trở thành doanh nhân giỏi. Việc kinh doanh sẽ tạo ra nhiều lợi thế và tài sản, là cái mà một nhà đầu tư thực sự hướng tới. Việc kinh doanh cũng sẽ dễ dàng chuyển nhượng cho bất kỳ một người nào khác, chứ không gò bó như công việc của nhóm L, người làm công, hay công việc của nhóm T, tức là nhóm người tự làm chủ. Bạn sẽ có nhiều thời gian để phát triển đầu tư. Mục đích cuối cùng của một doanh nghiệp là niêm yết ra công chúng.
đó là cơ sở của sự giàu có. Một trong những cách để xây dựng được kinh doanh vững mạnh và xây dựng nên tam giác CD. Bạn hãy tưởng tượng ba cạnh của tam giác tương ứng với ba yếu tố: mục tiêu kinh doanh, đội nhóm, lãnh đạo. Vừa rồi là những ý chính trong cuốn sách Dạy con làm giàu tập 3. Để trở thành nhà đầu tư lão luyện, cuốn sách này thực sự rất đáng để đọc, đặc biệt cho những bạn đang có ước mơ trở thành chủ doanh nghiệp. Một nhà đầu tư lão luyện, cá nhân mình khi đọc cuốn sách này, phải nói là đọc đến đâu thì mình cũng muốn cảm ơn tác giả đến đó vì những lời khuyên rất hữu ích. Thực sự là mình cũng đang tìm hiểu về đầu tư, do là không có nhiều thời gian nên mình quyết định là sẽ đầu tư vào một quỹ nào đó uy tín để họ giúp mình đầu tư. Khi đọc đến phần các loại nhà đầu tư, mình thấy ngay là mình thuộc nhà đầu tư bậc 1, có điều kiện nhưng không hề có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn. Có lẽ là mình sẽ phải học hỏi nhiều hơn, tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn để có thể trở thành một nhà đầu tư giỏi. Mình rất thích cuốn sách này, còn bạn thì sao? Hãy comment ở phía bên dưới của video này cho mình biết nhé. Hy vọng là bạn cảm thấy hữu ích khi xem video này. Tù La Tô với sứ mệnh lan tỏa tri thức trong những trang sách đến với mọi người dân Việt Nam. Chúng mình rất vui khi có thể chia sẻ kiến thức đến cho các bạn. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like và subscribe để đón xem những video sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tù La Tô. Xin chào và hẹn gặp lại!